Xin kính chào quý gia chủ đã trở lại với kênh Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Tiếp theo của chương trình những điều cần phải biết khi xây nhà vào năm 2020. Ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng quý anh chị tìm hiểu về năm mệnh Quý Mùi sinh năm 2003 xây nhà trong năm nay. Với video này thì Phong thủy may mắn mong muốn có thể giúp anh chị đón được may mắn, tài lộc, mang lại bình an, gia đạo an khang thịnh vượng, biết được các phương án tối ưu cho phong thủy để áp dụng cho chính căn nhà của mình. Quý anh chị thân mến, việc quý anh chị lựa chọn được đúng tuổi tiến hành động thổ để xây dựng mới cho căn nhà của bạn sẽ mang lại phúc khí, vượng khí, giúp cho cuộc sống của gia chủ và những người thân sống trong căn nhà đó có được thuận lợi, hanh thông, con đường công danh tài lộc được rộng mở hơn nữa. Về vấn đề sức khỏe cũng sẽ được phù trợ khỏe mạnh vui tươi. Tuy nhiên ngược lại, nếu quý anh chị chọn nhầm tuổi làm nhà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vượng khí ngôi nhà, ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt của toàn bộ gia đình, gây nên những tai ương khó tránh, dẫn đến hư hao tiền bạc, gia môn lục đục. Mệnh chủ tuổi Mùi sinh năm 2003, đạp âm ngũ hành là Dương Liễu Mộc, phần lớn là người nhanh mồm nhanh miệng, việc gì cũng lanh lợi, có tài không tụ, tài đến tài đi. Năm 2020 canh tí, nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, mộc thổ tương khắc nên trong năm nay mệnh chủ sẽ cần phải chú ý nhiều tới những bệnh có liên quan với gan, thận cũng như là một số bệnh có liên quan tới gân cốt. Năm nay tuổi Mùi sinh năm 2003 ham chơi quá đà, tiêu xài hoang phí. Phụ huynh nên chỉ dẫn con cái chi tiêu hợp lý, đồng thời mang chi tiêu đó đến cho việc học của con cái để có thể hóa giải. Ví dụ như là tham gia lớp học phụ đạo ngoài giờ, học lớp năng khiếu hoặc là đến chỗ khác học, ra nước ngoài du học, nếu có thể thì trên bàn học đặt thêm tháp văn xương để thúc giục việc học hành cân bằng cùng với sở thích. Quý âm thủy gặp canh dương kim là chính ấn. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình. Tu tâm dưỡng tính, cha mẹ của Quý Mùi 2003 cần nắm rõ tính cách của bạn nhỏ để chỉnh đốn, định hướng cho Quý Mùi phát triển. Tránh trường hợp Quý Mùi ỷ lại vào người khác sẽ không thể phát triển được, thậm chí gặp phải tiêu cực. Nam mệnh tuổi Mùi 18 tuổi năm nay gặp mộc đức chiếu mệnh, chú ý không để mắt quá mệt mỏi dẫn đến giảm thị lực. Yếu tố đầu tiên cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu quang ốc tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu thì năm 2020 canh tí gia chủ 18 tuổi theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 canh tí gia chủ Quý Mùi sinh năm 2003 sẽ là 24 tuổi nên phạm phải quang ốc. Còn xét đến tam tai, năm mệnh gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 cần tránh các năm tam tai, tỵ, ngọ, mùi. Năm nay là năm 2020 canh tí, theo cách tính tam tai gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên nếu có muốn xây dựng mới thì gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 nam mệnh năm nay sẽ không nên đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu có tiến hành xây dựng mới cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Yếu tố quyết định tiếp theo của việc có xây được nhà hay không là vận của trạch đất nhà mình. Việc tiến hành xây dựng căn nhà sẽ được xây dựng tại trên trạch đất của nhà mình nên việc xét cát hung vượng của trạch đất là rất quan trọng. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà, các thầy phong thủy sư hay là thầy phong thủy sẽ cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc là căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả trạch đất cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu thì sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật, bởi khí là nguyên bản của vạn vật, bởi khí thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng thiên địa hợp khí vạn vật tự sinh, có nghĩa là trời đất hợp khí vạn vật tự sinh. Trong sách Tế Thế Thiên lại viết vạn vật chi sinh công đạt nhất khí, khí chi bạc ác vạn vật nhược nhất. Vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán đưa ra ý kiến của mình về thông tin trạch đất của mình. Khi kết hợp với cả hai thông tin trên thì các phong thủy sư sẽ đưa ra được thông tin chính xác nhất
về trạch đất nhà bạn, cũng như là đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về phương án xây dựng cũng như tu tạo sửa chữa cho căn nhà của bạn. Kết hợp từ hai yếu tố trên, ta sẽ có những trường hợp có thể xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất vận dại xấu. Sau khi tổng hợp phần thảo luận của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đã thống nhất đưa ra lời khuyên cho quý anh chị là đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Còn việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc, sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như là Long sinh bát sát, Hoàng tuyền sát, Mộ long biến vận sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Còn trường hợp thứ hai thì trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại đắc vận, hợp long phù sơn tương chủ thì xây dựng không gì khác bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là sẽ cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành đồng thổ xây dựng. Ngoài ra thì gia chủ sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy phù hợp với trạch đất, với những người sẽ sinh sống trong căn nhà đó. Trong trường hợp tiếp theo thì đất độc vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường. Tuy nhiên cần chú ý xây dựng sẽ phải mượn được tuổi hợp với tuổi của gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại vượng khí, cát khí, may mắn cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng của mình. Trong trường hợp này, gia chủ cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy của nhà mình, cần kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí, cát lành, giúp những người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Trường hợp cuối cùng, đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây dựng, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Nếu cố tình tiến hành, sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, nặng thì dẫn tới thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như trạch đất quá hung họa sẽ dẫn tới tổn thất về nhân đình. Tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 nam mệnh. Với nam mệnh Quý Mùi sinh năm 2003 sẽ thuộc cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt là Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, Tây Nam diên niên, Tây sinh khí. Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu của đông tứ trạch là Đông Nam họa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát, hướng Đông ngũ quỷ. Hướng Bắc bao gồm ba sân Nhâm Tý Quý có giải độ số từ 337,5 đến 22,5 độ. Thái tuế tại Tý hướng Bắc là chính Thái tuế, với nhà tọa Ngọ hướng Tý tọa Phạm Tuế Phá và Tam Sát hướng Phạm Thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long Biến Vận Sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Mệnh chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 nam mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng Phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tượng quý lạc hẳn. Chủ về thị phi khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao tam bích chủ về kiện tụng thị phi, tranh chấp, trộm cướp sẽ đào tới phương này nên cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó, nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng tu tạo hay đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Quý Mùi sinh năm 2003 rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi, đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi mới tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá sẽ dẫn tới tổn thất nhân đình. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 đang ở nhà hướng này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách của nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Về hướng Nam gồm ba sơn Bính Ngọ Đinh có giải độ số theo La Kinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam
cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để được chọn năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như là phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà của mình chuẩn bị xây dựng. Mệnh chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự tổn hại con cái, sống không lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao nhị hắc bệnh phù đang thất lệnh, chủ về bệnh tật, tai ách cũng như sức khỏe, có ảnh hưởng cực tốt tới gia đạo. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Nam kết hợp với tuổi gia chủ Quý Mùi sinh năm 2003 Nam mạng sẽ rơi vào trường hợp thứ ba là đất được vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng sẽ cần chú ý trong khi xây dựng cần mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại cát lành, may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng của mình. Trong trường hợp này thì gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới vấn đề kiến trúc và phong thủy trong nhà mình, kết hợp hài hòa để sao cho phù hợp với công năng sử dụng, phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát, mang lại vượng khí, cát khí, giúp những người sống trong nhà bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng, gia chủ cần sử dụng các phương án chấn hưng trạch đất, giúp ấm long vượng địa, mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh Quý Mùi sinh năm 2003 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn giữ tài lộc, kỵ tà, hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Trong trường hợp mà trạch chủ nam mạng Quý Mùi sinh năm 2003 đang ở nhà hướng Bắc, cần có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Thứ ba là hướng đông gồm ba sơn giáp Mão Ất có giải độ số từ 67,5 đến 112,5 độ. Những trạch đất hướng này sẽ phạm phải ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên những nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão còn phạm mộ lăng biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Đối với nam mạng Quý Mùi sinh năm 2003 xây nhà hoặc ở trong căn nhà có hướng này sẽ thuộc đông tứ trạch nên không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng cực kỳ nguy hại cho bản thân. Trong trường hợp mà nhà hướng đông kết hợp với năng mệnh Quý Mùi sinh năm 2003 sẽ rơi vào trường hợp cuối cùng trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi tiến hành xây dựng. Nếu cố tình tiến hành sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả mọi thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, nặng thì dẫn tới sức khỏe sa sút, thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như xấu quá sẽ dẫn tới tổn thất nhân đình trong nhà. Trong trường hợp mà mệnh chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 nam mệnh đang ở nhà hướng đông, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Về hướng tây gồm ba sơn canh Dậu Tân có giải độ số theo la kênh từ 247,5 đến 292,5
độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này sẽ là hướng bán cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam giáp tuyệt đối không xây mới, nhà tọa giáp hướng canh và tọa hướng tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới được thì chọn vào tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch chủ cũng như là phù hợp với các thành viên sẽ đến cư trú trong căn nhà của mình chuẩn bị xây dựng. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003, nam mạng xây nhà và ở hướng này thuộc Tây Tứ Trạch hợp hướng được sinh khí rất cát lành vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tự quái là Trấn, chủ bị nhân ái, tài lộc, khách khứa tới Đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng công ty, nhà hàng. Hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi có giải độ số từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới vào năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng.